Ngày 8 tháng 3 năm 2024, Công đoàn Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 8 tháng 3 năm 1910, ngày 8 tháng 3 năm 2024 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang và truyền thống của Ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8 tháng 3, khí phách hào hùng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và những chiến công anh dũng của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, khẳng định vai trò vị trí của người phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, hạnh phúc của mỗi gia đình và bình đẳng giới. Các thế hệ phụ nữ luôn tiếp tục tiếp bước truyền thống, dũng cảm đấu tranh giành độc lập dân tộc, ra sức phấn đấu đẩy mạnh phong trào phụ nữ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.